tôi thích anh bởi vì anh đẹp trai. Thôi tìm hiểu vậy hả? Hết khăn tiếng không ra đâu. Nga đội đứng ở dưới nước làm sao mà thấy được bông của họ đi. À, tôi có cách rồi. Phương pháp này không được đâu. Trắng như tuyết, trắng như tuyết. Quá à, lòng lá đại từ ha. Tại sao tôi thích anh? Tại vì anh đẹp trai. Chúng tôi tìm chỗ tắm, anh giúp tôi tìm chỗ tắm đi. Tắm thì qua bên kia, còn nữa nha. Hai ông làm ơn đừng có cố ý để phía sau lưng người ta, hả? Có biết không? Hả? Hả? Cái gì? Hiểu của tôi là cái mông đó. Hả? Hả? Ông nói gì? Cái mông đó. Hả? Mông là cái gì? Hả? Tức là cái đít đó. Wow. Giận người ông sao cũ vậy chứ vậy? Thưa ông à, tôi đánh bóp cho ông nha. Không có. Lần này tới phiên ai đây hả? Anh đó, nhanh lên đi. Tôi. Đúng rồi. Không à, đáp lúc yêu mong nha. À được. Cháy tụi mất dịch, tao đã canh tụi bay lâu rồi. Đừng chạy nha. Đừng chạy nha, bắn lại cho tao. Tao bố kìa. Nút rồi. Hả? Anh đi cậu. Tụi mày là ai? Tôi là ngày em kia uống rượu đá chị mấy đồ cho anh đó. Ở phòng trà đó. Phòng trà đó mà. Sao tôi thích anh bởi vì anh đẹp trai? Tại sao tôi thương anh? Tại vì anh dễ thương quá. Trắng như tuyết, trắng như tuyết, trắng như tuyết, trắng như tuyết. Hết chỗ kìa. Thì là cùng một phe. Một phe. Tìm nó có chuyện gì? Tìm mình có chuyện gì vậy? Anh biết chuyện gì mà? Tôi biết. Tất cả thay áo giùm cho tôi đi. Đi.